Chiều nay ngày 3 tháng 11, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc tăng ni Phật tử trên địa bàn thành phố trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt các vị chức sắc tăng ni Phật tử đã tích cực ủng hộ, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đặc biệt chăm lo công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, góp phần xây dựng Đà Nẵng là thành phố an bình, văn minh. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong thời gian qua. Tin tưởng rằng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cấp, các ngành, cộng đồng Phật giáo thành phố sẽ ngày càng phát triển bền vững, đồng thời khẳng định sẽ luôn tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử, luôn sát cánh với người dân thành phố trong mọi hoạt động, phát huy tinh thần, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.